Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái app Si Luân Ly mới nhất nhé. Đây, cái chức năng của nó này, cài được rất nhiều app lên iPhone, không cần phải ra break nhé. Si Luân Ly mới nhất này, các bạn có thể thấy rất nhiều app luôn nhé. Ở đây mình ký rất nhiều app trên iPhone của mình này, các bạn có thể thấy nhé. Nó có chỗ gia hạn. Đây, cái dòng này nhé, kích vào dòng này nó sẽ gia hạn nhé. Đấy, cái là app Si Luân Ly mới nhất này, các bạn có thể thấy rất là tuyệt vời nhé. Để mình mở trên điện thoại cho các bạn xem nhé. Mình đã cài được rất là nhiều app luôn. Để mình mở điện thoại lên. Đây, trên điện thoại mình cài được rất nhiều app rồi. Các bạn có thể thấy rất nhiều app nhé. Rất nhiều app luôn. Đây là cái sức mạnh của cái Si Luân Ly phiên bản mới nhất nhé. Các bạn có thể thấy mình cài được rất nhiều app lên iPhone của mình, hoàn toàn sử dụng bình thường nhé, bằng tài khoản miễn phí nhé, không phải là tài khoản nhà phát triển, không phải dùng đến eSIM hay là Gbox hay là những cái khác nhé. Tải được rất nhiều app luôn, rất nhiều luôn, hoàn toàn có thể sử dụng bình thường hết nhé. Đây, mở lên này, mở tiếp này, có thể mở được nhé. Mở luôn này. Có một số app này nó sẽ bị crash, nguyên nhân là do cái IPA nó không tương thích nha, nhưng mà vẫn cả cài được lên thiết bị của mình nhé. Status Magic này sẽ cài đặt được này. Tao gì nè, cái này nó không hỗ trợ nhưng mình cài lên là để cho các bạn biết là mình có thể cài được này. Magic Sync cài được này, Gbox này, cài được này, Uncover này, dù nó không hỗ trợ nhưng vẫn cài đặt được nhé. Rất nhiều app luôn, có một số app cài vào nó sẽ bị crash do nó không tương thích nhé. Đấy, eSync cũng cài vào được luôn. Rất nhiều app. Mình đã cài được khoảng tầm hơn 20 app nhé. Đây là 8 này. Tạo là 16 này. 16, 16 này. 22 app lên iPhone của mình. Cái hay của nó là nó có thể tự động gia hạn trước 7 ngày nhé. Tự động gia hạn nhé. Các bạn hãy xem lại video trên kênh của mình cách cài đặt Si Luân Ly nhé. Ở đây là video giới thiệu của mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem nhé.